Xin chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nguyễn Family Boston. Hôm trước thì như các bạn đã biết, mình tình cờ mua được một đám lan này giá rất rẻ, là sale 50%. Giá bình thường là khoảng 10 đồng mà mình mua còn khoảng 5 đồng, 4 đồng 99 đó các bạn, là như 5 đồng. Thì hôm trước mình đã có một cái video mình thay chậu lan những cái cây này. Bây giờ mình sẽ thay chậu những cái phần còn lại nha. Các bạn cùng xem video mình thay chậu như thế nào nha. Đây là những cây lan hôm trước mình đã thay chậu nó các bạn. Mình thay được bao nhiêu đây rồi nè, 4 cây. Thì hôm nay thì mình sẽ thay chậu cái phần còn lại vì nó khá là nhiều, mình mua tới 9 cây lận. Giá thể để mình thay chậu lần này đó là đá xốp, là perlite đó các bạn. Rồi vỏ thông. Cái loại vỏ thông này nè các bạn. Của New Zealand, mình thường hay xài cái vỏ thông này rất là tốt nên mình hay thích xài cái loại này. Lần này thì mình hết và đất nung rồi nên mình sẽ sử dụng cái giá thể như thế này. Nếu bạn nào muốn mua dụng cụ trồng lan thì có thể vô cái comment bên dưới, vô những cái đường link của Amazon mình có để sẵn bên dưới, cho bạn nào cần thì click vô cái link đó và mua. Những cây lan mà mình mua đó các bạn, thì sau khi nó tàn hoa thì họ bán giá rẻ. Những cây lan hôm trước thì nó khá tốt, rễ nó cũng còn khá tốt. Thì hôm nay mình tiếp tục thay những cây còn lại. Ở đây thì cái lá này nó bị hư nè các bạn. Khi các bạn gặp những cái lá như thế này thì tốt nhất là mình nên mở ra, mình bỏ cái lá luôn các bạn. Vì nếu mình để lâu ngày thì nó sẽ bị thối. Mình trồng một thời gian thì nó sẽ thối thân và chết luôn các bạn. Cho nên cái lúc này là quan trọng nè, mình coi những cái phần nào thối, những phần nào hư thì mình xé bỏ luôn. Những cái rễ hư, rễ thối đó các bạn, mình cắt bỏ hết luôn. Làm cho nó sạch sẽ. Trước khi mà mình cắt những cái rễ hư thì mình cũng nên sát trùng cái kéo nha các bạn. Khi mình trồng lan thì mình cẩn thận. Những cái rễ này là hư nè, thối nè, nên mình cắt bỏ luôn. Vì để trước sau gì nó cũng sẽ hư. Các bạn nhìn là chỗ này nó có màu đen nè, tức là cái lá này cũng bị hư luôn các bạn. Cái gốc lá đó nó bị hư rồi nè. Khi mình mở ra như thế này nè, nói chung là cái lá này mình để lâu ngày nó sẽ bị thối hết các bạn. Khi mà họ tưới trong tiệm đó, họ vô tình tưới vô kẽ lá hay là ẩm nhiều quá, nước nhiều quá thì đã làm cho cái lá này nó bị thối các bạn. Nếu mình không có trồng, mình không bỏ thì sau này nó bị thối thân luôn, thối ngang chỗ đó đó các bạn, thì nó sẽ chết cái cây. Nói chung là cây này nhìn có vẻ tốt nhưng mà không có tốt các bạn, còn hai lá, rễ thì nhìn thấy khá là nhiều. Nên mình quyết định mình cắt luôn cái vòi hoa luôn, tại cái cây này nó yếu rồi, mình không có để giữ cái vòi hoa làm gì các bạn. Mình cắt bỏ vòi hoa luôn. Thấy rễ nhiều nhưng mà cái thân là nó không tốt đó các bạn. Cái lá nó bị thối rồi. Hy vọng là nó sẽ sống. Giờ còn có hai lá. Bây giờ thì mình sẽ xịt sát trùng vô chỗ cái kẽ lá hồi nãy giờ mình cắt đó các bạn. Mình mở nó ra đó. Mình xịt sát trùng hết luôn. Vòng vòng cái chỗ kẽ lá đó các bạn, có mấy cái miếng đen đen đó thì mình cũng ráng mình dọn cho sạch luôn các bạn. Còn đây là cây thứ hai nè các bạn. Cái cây này nhìn chỗ này bị mốc nè các bạn. Chút xíu nữa thì mình cũng phải xịt sát trùng. Vì cái mốc như thế này, nếu mà mình không diệt nó thì sau này cái rễ nó sẽ bị thối các bạn. Nó lan, nó lây nhiều lắm. Nó lây qua những cái cây khác đó, những cái rễ khác. Cho nên mình chút nữa thì mình sẽ xịt sát trùng cái rễ đó. Nói chung là khi các bạn thấy mà cái rễ bị mốc như thế á, là mình phải xịt thuốc sát trùng nó cho nó chết cái mốc đó đi. Để lâu ngày thì nó sẽ bị thối cái rễ, nó làm lây qua những cái rễ khác, thối hết luôn. Cái cây này cũng khá dễ mở là các bạn, mở rất nhanh. Tương tự thì với cây này thì mình cũng cắt những cái rễ thối đi hết các bạn. Ở đây cũng khá nhiều rễ thối nè. Mấy cái rễ mà nó mềm, mình nhìn thấy nó không có màu xanh á, thì mình sẽ cắt bỏ. Mình coi thử những cái lá cuối của nó có bị hư hay không, mình coi kỹ nha các bạn. Nếu mình nhìn thấy cái gốc của cái lá đó có màu đen đen thì mình xé nó bỏ. Như ở đây cái lá này nè,
mình cũng xé luôn nè các bạn. Mình thấy cái gốc nó cũng đang đen rồi. Vì trước sau gì á, nếu mà mình trồng lâu ngày thì nó cũng sẽ bị thúi cái lá đó các bạn, nên tốt nhất là bây giờ mình xé, mình thay chậu mình xé luôn, chứ không thôi nó dễ bị hư lắm. Giờ mình xịt thuốc sát trùng, là sau khi mà mình tách nó ra thì mình sẽ xịt thuốc sát trùng rồi mình để cho khô. Cái loại này là loại mình xài nè các bạn. Các bạn có thể mua ở tất cả các cửa hàng bán thuốc đều có hết các bạn. Còn đây là cây thứ ba. Mấy cái cây này thì nhìn cái rễ nó không có được tốt cho lắm. Nhưng mà ở đây nó có hai cái hoa nè các bạn. Cây này thì còn có bốn lá. Có thể trong cửa hàng họ dùng nước đá họ tưới đó các bạn, cho nên nó dễ bị thúi ra cái rễ lắm các bạn. Hoặc là cái cây này để khá lâu trong cái tiệm đó rồi, nên tới lúc nó thúi rồi đó các bạn. Rễ đây nè, đang mọc. Những cái cây mà mình thấy đang mọc rễ như thế này mà mình thay chậu thì rất là tốt, nó sẽ phát triển rất là nhanh. Bây giờ mình cũng sẽ cắt những cái rễ thúi. Trước khi cắt thì mình xịt sát trùng như thế này nè các bạn. Không thôi nó lây lan qua từ cây này qua cây khác. Nói chung là tốt nhất là mình xịt sát trùng khi mình cắt. Ở đây cái rễ này thúi nhiều nè. Cắt bỏ nó luôn. Cây này thì nhìn thấy có vẻ còn khá tốt, tuy là có rễ thúi nhiều, cái rễ này đứt luôn rồi. Nhưng mà cái rễ nó còn nhìn xanh. Cái lá này bị hư nè các bạn. Mình sẽ tách nó ra luôn. Các bạn thấy cái lá không? Đen đen như thế này nè. Đó, nếu mình để lâu ngày cái phần đó nó sẽ thúi vô trong cái thân luôn các bạn. Cái lá này cũng bị hư luôn rồi. Mình tách ra luôn. Và khi các bạn tách ra thì cẩn thận, không thôi đứt đứt đôi cái cây luôn các bạn. Mình đã từng làm đứt đôi cái cây rồi nên mình biết. Giờ thì mình cũng xịt sát trùng cho nó nha các bạn. Nói chung là sau khi mình tách cái lá ra, mình cắt những rễ thúi thì mình cũng xịt thuốc sát trùng. Ở đây nó cũng có vòi hoa nè các bạn. Nhưng mà cái cây này còn có hai lá nên mình cắt bỏ luôn. Nếu mình không cắt á, thì nó dùng năng lượng của nó nuôi cái bông thì nó sẽ không ra lá mới, không ra rễ mới cho mình và cái cây nó không tốt. Thì nãy giờ mình cầm những cái cây này, bây giờ mình cũng xịt sát trùng vô cái tay mình luôn các bạn. Vì cái cây đó mình thấy cái rễ nó bị mốc đó, không tốt thì mình xịt vô cái tay mình luôn. Còn đây là cây khác nè các bạn. Cái cây này thì cái lá nó hơi khác một chút, nó hơi đậm màu. Nhìn thì nó cũng có vẻ hơi tốt. Mình để ý những cái cây lan này mà khi họ trồng trong giá thể là moss thì hay bị thúi rễ lắm các bạn. Nhưng mà khi họ trồng trong cái giá thể là sơ dừa như thế này nè thì đa số những cái rễ nó còn tốt. Bằng moss thì dễ bị thúi rễ, mà bằng sơ dừa thì nó còn nguyên nè. Các bạn thấy cái rễ này còn tốt lắm nè. Các bạn có thể so sánh ha. Để mình coi thử những cái lá ở đây nó có bị thúi hay không. Chứ bằng moss nãy giờ là đa số là nó hư hết đó các bạn. Cho nên mình sợ trồng bằng moss lắm. Trồng moss dễ bị thúi lắm các bạn. Khi mình trồng trong nhà rất là khó trồng bằng moss. Mình cắt bỏ những cái rễ thúi luôn. Cái cây này thì rễ còn khá tốt và nó đang ra vòi hoa mới luôn. Nè, các bạn nhìn thấy vòi hoa nè, mình cắt bỏ khúc trên cho nó mau ra bông các bạn. Cái cây này thì nó không có gì hết nên mình không cần xịt sát trùng các bạn. Giờ mình sẽ mở một cây tiếp theo. Cây này cũng nhỏ xíu. Những cây lan này là cây lan mini hết các bạn. Mình thích trồng những cây lan mini như thế này nè. Không có tốn chỗ và hoa ra đẹp, nhiều khi có nhiều hoa nó có mùi thơm rất là dễ thương các bạn.
Cây này thì cũng giá thể là sơ dừa luôn, nên cái rễ cũng còn khá tốt. Còn đây là cái cây hôm trước mình mua ở Chô Trà nè các bạn, thì hôm nay sẵn tiện mình cũng sẽ thay chậu nó luôn. Cây này thì mình mua lúc nó chưa có hoa gì hết, trong moss, nên sẵn tiện mình thay luôn các bạn. Mình không có biết trồng trong moss sợ nó sẽ hư. Cây này rất là tốt luôn, lá còn tươi luôn. Rễ thì nhìn thấy không có được nhiều lắm các bạn, hy vọng là mình thay chậu nó sẽ tốt. Lá thì rất tốt, rễ thì không được nhiều lắm. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái thuốc này nha các bạn. Mình chế vô những cái cây mà nó bị hư cái lá đó các bạn. Mình sẽ bỏ vô đây để cho nó chống thối nhũng đó các bạn. Cái này là chống thối thân đó. Khi mà cái thân nó bị hư đó các bạn thì mình nhỏ vô nó sẽ ngưng và nó sẽ mọc ra cái chồi mới cho mình nếu mà cái cây sắp chết. Cái cách này thì do cái nhà vườn họ chỉ cho mình đó các bạn. Cái thuốc này rất là hay. Mình sẽ nhỏ hết vào những cái cây nãy giờ mà mình xé hoặc là nó có vết thương gì đó các bạn, thì mình bỏ vô cho chắc ăn. Nhìn cái chỗ nào mà nó đen đen đó các bạn thì mình bỏ vô hết. Vô cái gốc này, cái thân đó đó. Mặc dù mình đã xài thuốc sát trùng nhưng mà mình bỏ này vô cho chắc ăn đó các bạn. Chứ sau này á nó bị hư, nó bị thối gì mình sẽ cực thêm, mình phải thay chậu này kia cực lắm. Giống như cái cây còn hai lá này nè các bạn, nếu mà mình không có cái này dễ bị thối thân lắm. Vì cái lá nó đã bị đen hết rồi, nó bị thối, có thể nó đã vô thân luôn rồi đó các bạn, mình không thấy. Đối với cái cây này cũng vậy nè, còn hai lá đó. Cho nên cái cây này, cái loại thuốc này có thể cứu được hai cái cây này. Sau khi mình nhỏ thuốc vô thì mình để cho nó khô ráo rồi mình sẽ bỏ vô chậu nha các bạn. Nói chung là phải để cho nó khô. Nó khô thì nó hạn chế nhiễm trùng. Ở đây mình sẽ xài cái ly này nè các bạn. Cái ly này thì mình tự chế từ cái ly cà phê đó. Rồi mình mua về mình đục lỗ. Mình tự chế. Nếu các bạn nào không biết thì có thể vô nhà cái video cũ của mình, cái cách làm những cái chậu này. Trong phần playlist trồng hoa là mình có nhiều video nói về cái vụ này. Thì bây giờ mình chỉ bỏ cái giá thể này vô thôi các bạn. Lưu ý là các bạn phải đừng cho có nhiều cái lỗ. Mình phải phủ đầy lấp cái rễ nó hết các bạn. Nhưng mà không được để giá thể cao quá, cao hơn cái lá. Nói chung là mình để giá thể dưới cái lá chứ không được cao hơn cái lá. Vì khi cao hơn cái lá mình chôn cái lá xuống và nó nước nó vô nó sẽ bị thúi cái thân các bạn. Cho nên lúc nào giá thể cũng phải dưới cái lá hết. Sau khi mình bỏ giá thể vô rồi, lớp trên cùng thì mình sẽ bỏ cái loại đá này nè các bạn. Đá này thì mình mua ở chỗ họ nuôi cá đó, bỏ trong hồ cá đó các bạn. Cái đá sỏi này thì nó không hút nước nhưng mà nó có tác dụng là giữ ẩm cho cái giá thể các bạn. Nó giảm sự bốc hơi nước nên giá thể lúc nào cũng ẩm ướt, giúp cây lan có cái bộ rễ rất là mập ú luôn các bạn. Mình trồng nhiều rồi mình để ý mình thấy những cái rễ mới lên lúc nào cũng mập mạp hết. Với cái cây này thì mình sẽ dùng phương pháp là cây tự hút nước. Mình sẽ dùng hai sợi dây như thế này nè các bạn. Mình bỏ qua hai bên. Đây là cũng từ cái ly mà mình uống cà phê rồi mình chế thành cái chậu trồng cây. Những cây lan này là lan mini thì nó rất là hợp với những cái chậu như thế này. Cái cây này thì nó hợp với cái chậu này hơn nên mình sẽ xài cái cây này vô trong cái chậu này.
Sau khi mà mình bỏ giá thể vô trong cái chậu thì mình sẽ bỏ vô cái ly như thế này, cái ly bên ngoài, và mình sẽ bỏ nước vô trong cái ly và sợi dây nó sẽ tự hút nước cho cái cây, mình không cần tưới nhiều. Tương tự thì mình cũng bỏ một lớp sỏi lên trên bề mặt của cái cây như thế này. Khi mình bỏ sỏi vô đó các bạn, khi mình tưới á, mình ngâm thì những cái giá thể nó không bị trồi lên trên và nó tràn ra bên ngoài, nên nó rất là tiện và sạch sẽ. Ở đây mình cũng sẽ bỏ cái cây này vô trong cái ly bên ngoài để hứng nước các bạn, đừng cho nước nó tràn ra ngoài. Vì số lượng cây nhiều quá, mình không có đủ chậu mình trồng, cho nên mình quyết định mình trồng ghép hai cây vô trong một chậu. Mình sẽ sử dụng cái chậu này nè các bạn. Cái chậu này thì mình cũng tự đục lỗ cho nó, và mình sử dụng hai sợi dây luôn để nó tự hút nước. Mình bỏ bên đó một sợi, bên đây một sợi. Ở đây thì mình sẽ trồng hai cái cây nhỏ này vô trong cái chậu này nha các bạn. Mình không biết cái cây này nó màu gì, nhưng mà mình trồng đại, hy vọng là cái màu nó giống nhau, nó không có bị chổi nhau ha. Ở đây mình lựa hai cái cây này tốt một chút. Những cái cây này thì nó không được khỏe, cho nên mình trồng giá thể này thì tốt cho nó các bạn. Tốt hơn là trồng đất nung. Khi các bạn nhìn thấy cái cây nó không được khỏe thì tốt nhất là mình trồng bằng vỏ thông, thì nó mau hồi phục hơn, nó mắc phát triển dễ hơn các bạn. Đất nung thì trồng sạch, nhưng mà không có trồng tốt bằng dăm đâu các bạn. Nói chung là vỏ thông đó, thì lúc nào trồng lan là cũng là tốt nhất, nhưng mà trồng vỏ thông thì không có sạch bằng trồng đất nung. Nói chung là tùy cây nó thích cái giá thể khác nhau. Nếu cái cây nào nó thích giá thể nào thì mình trồng giá thể đó. Mà đa số khi mình gặp những cái cây yếu thì mình sẽ trồng bằng vỏ thông trước. Sau khi cái cây mạnh khỏe rồi thì mình sẽ chuyển qua đất nung mình trồng. Mình đã từng trồng ghép mà hai cây lan như thế này nhiều lần và kết quả rất là tốt các bạn. Cây phát triển bình thường và tốt, nhìn dễ thương nữa. Cho nên mình cũng thích trồng ghép hai cây như thế này. Và cuối cùng thì mình cũng phủ một lớp đá sỏi trên bề mặt nha các bạn. Ở đây hai cái cây này còn có hai lá, hai cây yếu nhất thì mình cũng sẽ trồng ghép vô trong cái chậu này luôn các bạn. Mình cũng sát trùng nó xong rồi, mà hai cây này yếu quá nên mình quyết định mình trồng chung luôn. Mình không còn cái chậu nào mình trồng hết. Đáng lý là mình trồng riêng, tách riêng, nhưng mà bây giờ mình không còn chậu nên mình trồng chung nó luôn các bạn. Hai cây yếu đi chung, hy vọng là nó không có lây bệnh, nó không chết chung luôn. Hy vọng là nó sống chung nha các bạn. Sau khi thay chậu vài ngày thì mình sẽ tưới B1 để cái cây chống sốc và nó phát triển tốt và kích rễ cho cây. Nên mình hy vọng cái cây này nó sẽ phát triển, nó không có bị chết. Cuối cùng thì mình cũng bỏ một lớp sỏi vô trên bề mặt. Như các bạn thấy nè, ở đây mình trồng ghép ba chậu như thế này. Ở đây nè, cái chậu này hôm nay thì rất là tốt luôn nè, ra lá mới, nói chung là tốt, phát triển bình thường ha, rất tốt. Còn chậu này là mình trồng ba cây vô trong một chậu nè. Thì ở đây cái cây này thì nó có nhiều ánh nắng hay sao mình không biết nữa, nhiều ánh sáng đó. Cây này tốt nhất, tính cây chính giữa thì nó tốt nhì, và cuối cùng là cây này lùn nhất. Cây này là không tốt nhất nè. Cây này có thể là nó yếu sẵn các bạn, mình cũng không biết. Nói chung là cái chậu này thì nhìn thấy cũng đang tốt nè. Rễ quá chừng luôn, rễ đi xuống dưới nè. Tốt dễ thương ghê luôn, cao lên, đẹp quá trời luôn nè. Rễ mới mọc nè. Cây này tốt nè. Cây chính giữa cũng có lá mới, hai cái lá mới ra.
cây này cũng ra hai lá mới. Nói chung là lúc mình trồng á, cây này đã yếu rồi, cây này còn có hai lá à. Nó từ từ nó rụng còn hai lá, nhưng mà bây giờ nó sống lại các bạn, nó ra rễ mới rồi, mình không lo nữa. Khi mình thấy nó ra rễ mới như thế này là không còn lo nữa nè. Cây này mình trồng trong giá thể là vỏ thông. Còn cái cây này thì mình trồng trong giá thể là vỏ thông các bạn, thì cũng tốt nè. Hai cây các bạn nhìn thấy rễ ra nè, rễ cũng ra rễ mới. Chung là khi các bạn nhìn thấy nó ra rễ mới là không có chết đâu, rễ mới quá chừng nè, mọc xuống dưới đó. Hôm nay thì mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Nếu các bạn có thích video của mình thì các bạn hãy bấm like, share và bấm subscribe để đón xem những video tiếp theo của mình nha. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye.